Myth: Ghost of Asgard là tựa game mang đến những trải nghiệm về thế giới thần thoại Bắc Âu theo tiết tấu hành động hack and slash nhanh. Game tự nhận có một hệ thống chiến đấu y hệt các game nhập vai bắn súng trên PC với phong cách truyện tranh Mỹ. Kỹ năng của bạn sẽ quyết định kết quả của trận chiến, vì vậy bạn cần nắm vững các kỹ năng né tránh linh hoạt và thời điểm tấn công chính xác là chìa khóa để giành chiến thắng trước các đối thủ và boss mạnh mẽ. Các yếu tố trong game Myth: Ghost of Asgard được thiết kế trông khá thú vị. Bên cạnh những hoạt ảnh của mỗi cú đánh mà người chơi tạo ra, còn có các hiệu ứng di chuyển khi xài kỹ năng. Ngoài ra còn có rất nhiều bản đồ thử thách thú vị. Càng về sau còn có nhiều bản đồ mới, mang đến cho người chơi thử thách mới liên tục không thấy nhàm chán. Ghost of Asgard xây dựng cốt truyện dựa trên những câu chuyện thần thoại hấp dẫn cùng với các nhân vật mang tính biểu tượng như Valkyrie, Siegfried, Thor, Ulnar và Rhea. Với chủ đề đặc biệt, các tính năng trong game cũng được thiết kế cực kỳ hòa hợp với chủ đề chính. Người chơi sẽ nuôi dưỡng Yggdrasil, kết nối của giới bằng những chiếc lá quý. Thêm vào đó còn có một hệ thống tài năng khổng lồ như thiên hà mà người chơi sẽ thắp sáng để tăng sức mạnh. Chưa kể đến còn có một loại các liên kết thần thánh tạo ra sức mạnh không thể tưởng tượng được. Game cũng có các loại rune chứa trí tuệ và bí ẩn, mang lại sức mạnh to lớn với các thuộc tính khác nhau. Không thể không kể đến là các cổ vật siêu nhiên bị thất lạc trong cửu giới, mà khi sở hữu bạn sẽ chinh phục được các chiến trường khốc liệt. Tóm lại, Myth: Ghost of Asgard là game nhập vai hành động được phát triển công phu dựa trên thần thoại Bắc Âu. Bằng cách tham gia vào các cuộc chiến sử thi và đánh bại boss huyền thoại mạnh mẽ, bạn sẽ tận hưởng cảm giác phấn khích tột độ của chất hành động hack and slash, chiến đấu chống lại số phận Ragnarok. We'll be right back.